Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thôi. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã chính thức thông qua chính sách cải cách tiền lương. Theo đó, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Theo nghị quyết số 27 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng, tính thêm mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng của tháng 12 năm 2023. Trường hợp tính theo nguyên tắc nêu trên, nếu mức lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Như vậy, với nghị quyết của Quốc hội, việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương sẽ giúp hàng triệu công chức, viên chức được tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bên cạnh đó, những người đang hưởng lương hưu cũng sẽ được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo tính toán của chính phủ, để thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026 là hơn 499.000 tỷ đồng. Trong đó, chi cho cải cách tiền lương là 470.000 tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu là 11,1 nghìn tỷ đồng và trợ cấp ưu đãi người có công là 18.000 tỷ đồng. Như vậy, trên tinh thần nghị quyết được thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2023, thì cải cách tiền lương hưu năm 2024 sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và mức ngân sách chi cho cải cách lương hưu là 11,1 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin về mức tăng lương hưu sau khi cải cách. Mức điều chỉnh cụ thể vẫn phải chờ các thông tin chính thức về việc cải cách tiền lương hưu theo quy định của chính phủ năm 2024. Nếu như mà bạn có những cái thắc mắc liên quan tới vấn đề này cũng như là những vấn đề pháp lý khác thì hãy để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận video này để trao đổi trực tiếp với mình nhé. Và nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một chia sẻ video để mọi người cùng biết đến video này nhé.